dòng máy rửa xe thương hiệu của Matul này giá từ trước đến giờ ngoài thị trường á thì không có bao giờ mà dưới 2 triệu đâu. Và hôm nay á thì dòng máy rửa xe Matul này sẽ có giá nét nhất ở tại Nam toàn Việt ha. Và đây là mẫu mã của máy rửa xe này, khá là hầm hố nha anh em. Và bây giờ anh em hãy cùng mình đặt hộp dòng máy rửa xe Matul này xem như thế nào ha. Dòng máy rửa xe thương hiệu Matul này á thì được biết đến làm bằng lõi đồng 100% nha anh em. Và tất cả sản phẩm ở tại Nam toàn Việt đều là hàng chính chủ tại Nam toàn Việt luôn ha. Thì Nam toàn Việt thì không có liên kết bất kỳ sản phẩm của shop nào khác nha anh em. Ở bên trong hộp nè thì bao gồm một phiếu bảo hành của thương hiệu Matul này ha, và các khớp nối nè, và dây hút nước vào chống xoắn nha anh em, dây nước ra dài lên đến 10 mét, mình tạm bỏ qua bên này ha. Và đây là một cái vòi xịt của máy rửa xe Matul này ha, một bình tạo bọt tuyết màu trắng và có thanh nối vòi xịt dài nữa nè. Và đây là mẫu của máy rửa xe Matul này nha anh em, khá là nặng và hầm hố ha. Và cái dòng máy rửa xe của Matul này thì được hoạt động với công suất là 2680W nè, lõi đồng 100% nha anh em, với động cơ từ. Và bên này là đường nước vào nè, đường nước ra, có đồng hồ đo áp, nút vặn điều chỉnh áp lực nước ha, khá là đẹp mắt và hầm hố nha anh em mình. Và dòng máy rửa xe của Matul này thì cái giá cực hot ở tại Nam Việt, anh em có thể xem ở tại shop TikTok Nam Việt nha. Cảm ơn anh em.